là loại quả luôn đứng đầu bảng xếp hạng trái cây nhập khẩu nhiều nhất về Việt Nam. Không chỉ vì vẻ bề ngoài đẹp mắt, mà còn bởi chính độ thơm ngon ngọt mát của cherry khiến dân chúng phát cuồng. Vậy có bao giờ bạn nghĩ trồng cây cherry ngay tại vườn nhà mình? Giống cherry Mỹ nhiệt đới hay còn gọi là cây anh đào, là loại cây trồng phổ biến ở xứ ôn đới, vừa mới xuất hiện ở Việt Nam cách đây không lâu. Cây đặc biệt dễ trồng và thu hoạch sau một năm gieo trồng. Cây cho sản lượng từ 50 đến 100 trái một cây bói mùa đầu tiên. Sản lượng sẽ tăng dần theo độ tuổi của cây, nhưng đỉnh cao sẽ tầm 500 đến 800 trái một cây một vụ.